Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Lâm Sung Vlog. Sự kiện Play Up thì cũng chỉ còn ít phút nữa thôi là kết thúc rồi. Thì vẫn như mọi khi thôi anh em, tôi vẫn đang ngồi canh top để xem có thanh niên nào dám bật tôi không anh em ạ. Rồi, chúng ta cùng vào nhá. Hả? Nisai? Nó bật tôi anh em ạ. Bật bác, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Vậy thì phải phịch thôi anh em. Top 1 kiếm 5 chip 13 thùng thần đồng, 3 hòm thần đồng này anh em này. Đấy, quá ngon đấy anh em. Bật bác à, bật đi. Cứ đàng hoàng anh em ạ, chưa đến phút cuối, cứ đàng hoàng. 30 vẫn chưa phải là tớt mà, tôi có món quà tặng cho nó đây. Cứ đàng hoàng thôi anh em nhớ. Cứ đàng hoàng. Nếu mà tôi tiếc coi, tôi giờ tôi đang phải ấy anh em ạ, tôi đang phải găm coi. Thế cho nên là xả ít thôi. Xả ít thôi nhé, không nhiều vì từng chiều thường hay đưa đón. Xả ít thôi anh em ạ. Xả ít thôi nhá. Xem xét top tiếp xem như nào. Nhiều các con chẩu này vẫn còn đang trong trận chiến bụi mù đấy anh em. Nhiều trong trận chiến à. Cứ đàng hoàng để xem như nào nhá. Tôi đang tích coi mà tiếc quá, xả ra tiếc quá anh em ạ. Đấy, chỉ xem nào, có nhiều thằng ngon lắm anh em. Vẫn còn đang trong trận chiến bụi mù ấy già, được đấy. Trong hầm chứa ngoài do ai? Đến lúc rồi anh em ơi. Đến lúc rồi. Đến lúc rồi anh em ạ. Không có lằng nhằng, phịch luôn, phịch thôi. Cứ lằng nhằng cụ đưa đây. Lằng nhằng. Liệu tôi có được top 1 không anh em? Tử song sát. Bên làm lóng. Sự kiện Play Up gì đây anh em? Ôi giời. Lại tiêu hao coi anh em ạ. Tôi đã hết tiền rồi. Được cái con dơ bợt này này anh em này. Lại hết tiền rồi. Anh em đoán đi liệu tôi được top 1 không? Thằng chậu này nó quỷ lắm anh em ạ. Tôi thấy nó ở trong hầm chứa nên nó quỷ lắm. Nó định bật tôi anh em ạ. Đấy, bật bác là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, bật đê chậu. Thôi anh em ạ, như vậy là top 1 tôi đã lấy được rồi nhá. Rất cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi. Hẹn gặp lại anh em. Skin Negan này mà xấu nhỉ anh em nhỉ. Nhìn chả bóng bẩy gì cả. Xấu thế. Hẹn gặp lại anh em trong những sự kiện Play Up tiếp theo. Tôi vẫn luôn ghi lại những diễn biến cho anh em xem. Bye bye anh em nhá.